6kg chè Lương Đại Thạch, Thái Nguyên, Phố Đỏ, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bắc Giang, Phố Xanh, Hai Đô vào giữa sới. Nghe lệnh trọng tài chống xe đài. Hai Đô xe đài. Hai Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp 1 bắt đầu. Đứng giữa sới, công bố kết quả. Ở lúc 0 phút 20 giây, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bắc Giang thắng cuộc. Trận thi đấu tiếp